Đây là những con giáp cực kỳ may mắn. Trong ngày 28 tháng 1 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn, ngày Tân Mùi. Bên trái là quý nhân, bên phải là thần tài. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 1 âm lịch có thể nói là một ngày cực kỳ may mắn, thịnh vượng đối với những con giáp này. Các bạn sẽ được quý nhân phù trợ, thần tài ban lộc. Đi tới đâu thì cũng có người trợ lực, giúp đỡ đến đó. Bốn phương tám hướng thì đều có thể dẫn đến cái thành công. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ tìm ra được nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái thu nhập cá nhân, tiền bạc thì rủng rỉnh, công danh, sự nghiệp thì phát triển, phất lên như diều gặp gió, tình duyên thì đỏ thắm như son, ra đường thì được người khác phái, ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ. Đó là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta biết ngày 28 tháng 1 âm lịch năm 2024, nó là ngày Tân Mùi. Cục diện đầu tiên chúng ta có là Ngọ Mùi nhị hợp. Vì thế những người tuổi Ngọ là một trong con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, cái cục diện lục hợp nó xuất hiện, nó mở ra rất nhiều cái sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của những người tuổi Ngọ. Công việc thì cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải cái trở ngại gì cả. Hơn nữa, bản mệnh còn có được quý nhân trợ giúp nên có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành những cái dự định ấp ủ từ lâu thì cái tỷ lệ thành công cũng rất là cao. Thêm nữa, cái vận khí nó đương vượng, các bạn cũng cần phải tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt lấy cái cơ hội tốt cho mình. Chỉ cần bản mệnh cầu tiến, cần mẫn trong công việc, mọi thứ cũng sẽ tiến triển theo đúng những cái dự liệu của các bạn. Dù vậy, những người tuổi Ngọ vẫn cần phải lấy cái ổn định làm trọng, không được nôn nóng, kéo cái vận khí nó sẽ biến cát thành hung và dễ hỏng việc. Nói chung trong thời gian này thì chính tài nó có phần là nhỉnh hơn. Do công danh sự nghiệp nó được hanh thông thuận lợi. Và cái công việc cố định nó cũng có nhiều cái sự khởi sắc. Cái việc kinh doanh túc tắc vẫn còn thu về những khoản tiền đều đặn. Song nếu muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải là cái thời cơ phù hợp. Nhưng mà dù bản mệnh đang làm cái trong lĩnh vực gì đi chăng nữa thì cũng nên tự chủ chi tiêu có một cái kế hoạch, tránh cái tình trạng là tiền vừa vào túi đã bị đi ra ngay. Thêm nữa, trong thời gian này thì cũng nhờ được cục diện lục hợp nó trợ lực, nó giúp đỡ nên là những người độc thân ấy có thể đón những cái mối duyên cát lành, hứa hẹn cái sự phát triển thuận lợi. Những bạn mà đang gặp được một nửa kia của cuộc đời thì cũng nên vun vén cái mối quan hệ để có thể đồng hành bên nhau được thật lâu. Trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Ngọ thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp tăng cường cái vận trình nhân duyên, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát thị phi tiểu nhân ám hại. Từ đó thì công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, tiền bạc cũng tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Ngọ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Đó. Thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày Tân Mùi này thì chúng ta cục là gì? Hợi Mão Mùi là tam hợp. Vì thế những người tuổi Hợi sẽ là con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái chương trình ngày hôm nay. May mắn trong cái ngày hôm nay thì bản mệnh được cục diện tam hợp nó che chở, nó giúp đỡ. Quý nhân tuy không nhiều nhưng lại khá là chất. Đó. Ngoài việc tự thân vận động thì đến cái thời khắc quan trọng mang cái tính quyết định thì quý nhân cũng sẽ ứng biến một cách kịp thời. Những người tuổi Hợi sẽ chào đón cái ngày hôm nay, ngày 28 tháng 1 âm lịch, ngày Tân Mùi này với rất nhiều cái may mắn. Có thể nói rằng những cái kế hoạch của các bạn đặt ra từ trước đó thì đều đạt được những cái bước phát triển ấn tượng khiến cho mọi người xung quanh đều phải trầm trồ và tán phục. Trong sự nghiệp thì nhờ có tính cách chính trực, mạnh mẽ, dám thử sức, không sợ khó khăn, không sợ gian khổ nên các bạn cũng sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình bỏ ra. Rất có thể cấp trên cũng sẽ nhận thấy những cái điều mà các bạn làm, từ đó đưa ra những quyết định tuyên dương, khen thưởng, thậm chí là tăng lương, thăng chức. Đó. Trong thời gian này thì những người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội nắm bắt được một vài cái cơ hội đầy triển vọng. Trong cái thời điểm này, chỉ cần quyết tâm là các bạn có thể thu được cho bản thân mình và gia đình một cái khoản lời kha khá. Thêm nữa, nhờ có nhiều cái casting nó trợ mệnh
mà các bạn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân hoặc là những người đồng chí hướng, giúp mọi việc nó suôn sẻ lại càng trở nên thuận lợi và hanh thông hơn. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 28 tháng 1, ngày Tân Mùi thì không ai khác, đó chính là những gia chủ tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày 28 tháng 1 âm lịch ngày Tân Mùi này ấy, thì nó cho biết những người tuổi Mão có thiên tài nó chiếu mệnh, nên là họ khá thông minh, nhanh nhẹn, nhưng đôi lúc còn hơi ba hoa, chú trọng cái tiểu tiết. Sự nghiệp thì hay có những cái may mắn bất ngờ, nhưng muốn may mắn lâu dài ấy, thì tùy thuộc vào cái thái độ và cái cách ứng xử của các bạn với cái vấn đề. Có thể nói rằng cái sự nghiệp của những người tuổi Mão trong cái ngày hôm nay ấy, thì khá nhiều cái may mắn do là cục diện tam hợp Hợi Mão Mùi nó trợ vận hộ thân. Các bạn nên nắm lấy cái cơ hội này để chinh phục cái đích mà mình đã đặt ra từ cái khoảng thời gian trước đó. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa mà bản mệnh làm việc gì cũng được thuận lợi, các bạn được nhiều người giới thiệu cho những cái cơ hội đáng quý, thậm chí cũng sẽ được định hướng giúp cho các bạn có được nghề nghiệp phát triển đúng đắn, phù hợp hơn trong tương lai. Thêm nữa, bản mệnh có thể gặp được một vài cái cơ hội làm ăn khá triển vọng trong thời điểm này nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ, nên là các bạn có thể tận dụng cái mối quan hệ xã giao mà mình đã xây dựng từ trước đó để kiếm thêm một cái khoản tiền bội thu. Các bạn có thể mở rộng cái mạng lưới khách hàng đối tác của mình hoặc là kinh doanh thêm những loại mặt hàng mới giúp phát triển cái quy mô làm ăn của mình. Tuy quá trình thực hiện nó gặp một vài khó khăn, gặp vài trắc trở, nhưng mà cũng không đáng kể, chỉ cần các bạn cố gắng thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lời lãi cho mình. Để có thể làm giàu thì các bạn cũng cần phải có cái nhìn thật chuẩn xác về thị trường. Các bạn cũng chớ nên ảo tưởng về cái năng lực của bản thân, mà nên biết cái khả năng của mình đến đâu để lập ra những cái kế hoạch phù hợp. Không nên chạy theo những cái chuyện phù phiếm vì dễ chuốc lấy những cái thất bại khiến cho bản thân mệt mỏi và những cái thành quả thì cũng không được như ý muốn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong ngày 28 tháng 1 ngày Tân Mùi thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Tuất có chính ấn nó chiếu mệnh, nên sẽ cực kỳ là thuận lợi cho những người đang thi cử xin việc hay là đòi cái quyền lợi của mình. Thà bình an mà có phúc còn hơn là nổi loạn. Các bạn là những người càng hiền lành, càng ít nói thì công việc sau này càng được may mắn bội phần. Cấp trên cũng sẽ tự nhìn nhận được cái năng lực của mỗi người, cũng như là cái khả năng phát triển của họ. Các bạn không cần phải quá vội vàng đi đòi cái quyền lợi cho mình. Đừng bao giờ đánh giá thấp cái khả năng nhìn xa trông rộng của cấp trên. Cũng đừng quy chụp cái chuyện là thiên vị ở cái nơi công sở. Người có khả năng thì sẽ luôn được trọng dụng. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy cái mức đãi ngộ hiện tại không thỏa mãn như cái mong muốn của mình ấy, thì quý vị có thể tìm kiếm cái nơi phù hợp hơn. Trong thời gian này cái chuyện tiền bạc cũng không có gì là đáng lo ngại. Mọi thứ vẫn đang nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Tuất, nhờ được hai hành thổ tương hòa. Vậy nên tài chính thì ổn định, giúp cho những người tuổi Tuất dễ dàng chi trả những khoản lặt vặt. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay, ngày Tân Mùi này cũng là cái thời điểm đấy mà những người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trên các phương diện khác nhau. Chính tài thì khởi vượng, cái nguồn thu trong thời gian này cũng khá là dồi dào. Bản mệnh có thể không có nhiều tiền bạc đến từ những trò chơi may rủi bất ngờ, nhưng mà hoàn toàn no đủ bằng cái thu nhập từ công việc chính. Trong thời gian này thì nói chung cái nguồn tài chính của những người tuổi Tuất cũng khá là vững vàng, lại biết cách chi tiêu một cách hợp lý. Có những khoản tiết kiệm và những khoản đầu tư khả quan, nên cái vấn đề tiền bạc không
có gì là khiến cho họ phải suy nghĩ. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc, tiền bạc cho mình ấy, thì trong thời gian này những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày 28 tháng 1 ngày Tân Mùi này thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, những người tuổi Tỵ thì được cục diện là Tỵ, Ngọ, Mùi là tam hội. Nói chung trong ngày hôm nay, con đường sự nghiệp của những người tuổi Tỵ lại được may mắn thêm cái chính quan nó tương trợ, nó soi sáng nữa. Đặc biệt là những người làm quan chức, sắp thi cử, sắp bầu cử hay là đi học hành ấy, cũng sẽ được thuận lợi hơn. Những người tuổi Tỵ nên tranh thủ cái thời gian này để khai trương, mở hàng, đăng ký đi thi để lấy may mắn. Sự nghiệp của những người tuổi Tỵ cũng có những cái bước tiến mạnh mẽ trong cái ngày hôm nay nhờ cái sự giúp đỡ của cục diện tam hội là Tỵ, Ngọ, Mùi. Vậy nên những khó khăn trước đây cũng dần dần được tháo gỡ, thậm chí các bạn còn được quý nhân định hướng cho cái hướng phát triển phù hợp hơn trong tương lai. Con giáp này hãy tự tin và ý thức được đâu là cái điểm mạnh của mình để có cách phát huy sao cho phù hợp nhất. Các bạn là những người có tài năng, nhanh nhẹn, chỉ cần chủ động hơn trong cái việc nhận trách nhiệm, không sợ vất vả, khó khăn thì ắt sẽ gặt hái được những cái thành công đáng mong đợi. Thêm nữa, cái cục diện tam hội nó cũng sẽ giúp cho các bạn trong cái chuyện tình cảm, làm gì cũng có sự giúp đỡ. Đấy. Cái thái độ sống của các bạn quá tốt nên mọi người cũng thích nói chuyện với các bạn. Nhờ vậy mà các bạn cũng có được cái điểm cộng trong mắt của cấp trên. Vận trình tiền bạc cũng may mắn nhờ được cục diện là hỏa thổ tương sinh. Vậy nên ấy, nói về cái độ ham kiếm tiền thì khó ai có thể qua mặt được những người tuổi Tỵ. Con giáp này luôn tâm niệm chỉ có làm thì mới có ăn, nên là không bao giờ dựa dẫm vào người khác. Đấy. Đồng tiền các bạn làm ra cũng luôn được chi tiêu đúng cái mục đích của mình. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc, tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 1 ngày Tân Mùi ấy, thì đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi thì có thiên ấn nó trợ lực, nó đem lại quyền lợi, tiếng nói cho những người tuổi Mùi trong công việc. Các bạn đang ở vị trí có lợi, nếu mà cảm thấy không công bằng ấy, thì nên lên án ngay và luôn trong cái ngày hôm nay. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người làm quản lý, những người làm chủ doanh nghiệp ấy, thì sẽ càng khôn khéo và lấy được lòng của mọi người cấp trên và cấp dưới. Trong chuyện tình cảm thì quý vị hôm nay sẽ gặp phải những mâu thuẫn với người thân, với bạn bè, với người yêu hoặc với người nhà. Tuy nhiên, mọi khúc mắc có thể nhanh chóng được giải quyết. Các bạn cần biết cách xoa dịu cái căng thẳng bằng cách chủ động làm lành với mọi người nhờ có cục diện hai hành thổ nó tương hòa. Thêm nữa, trong ngày hôm nay thì cũng được dự đoán là một ngày khá là bình ổn với những người tuổi Mùi, mà tiền bạc thì cũng không ngoại lệ. Có thể nói, khả năng quản lý tiền bạc cũng như là cái cách thuyết phục khách hàng của các bạn ấy cũng sẽ ngày càng được nâng cao, và cái túi tiền của những người tuổi Mùi cũng ngày được rủng rỉnh trong cái ngày hôm nay. Đúng không? Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 28 tháng 1 âm lịch ngày Tân Mùi. Đó. Trong ngày 28 tháng 1 âm lịch, chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn được lộc trời cho, đó là những tuổi sau. 1. Tuổi Ngọ. 2. Tuổi Hợi. 3. Tuổi Mão. 4. Tuổi Tuất. 5. Tuổi Tỵ. Và 6 là tuổi Mùi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày 28 tháng 1 âm lịch ngày Tân Mùi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.